Rất là tuyệt vời, tôi đã thấy phát sóng được cả trên đâu ok rồi. Rất là tuyệt vời, tôi đã thấy phát sóng được cả trên đâu ok rồi. Rồi ok, mọi người đã nghe rõ tiếng Dương nói rồi đúng không ạ? Rồi anh chị nào mà đã nghe rõ rồi có thể comment số 1 giúp Dương nhé. Ồ. Đây mà Dương đang bị sao đây? Nó không thức sáng nữa. Ok cả nhà. Rồi. Rồi ạ, lời đầu tiên cho Dương xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị em cô chú có mặt trong buổi chia sẻ ngày hôm nay. Dương xin chúc cả nhà mình có một ngày mới tràn đầy năng lượng, thành công nối tiếp thành công và tiền về như vũ bão. Rồi, rất là tuyệt vời, mọi người nghe rõ tiếng Dương nói đúng không ạ? Rồi, Dương xin chào tất cả các anh chị có mặt trong buổi chia sẻ ngày hôm nay. Rồi ạ, ok. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với cái chương trình đó là làm chủ sự giàu có. Thì cái buổi ngày hôm trước đúng không ạ, là chúng ta đã nắm được là những cái bí kíp để ứng dụng vào và hấp dẫn về sức mạnh tiềm thức là trong những cái mục tiêu này, trong tài chính và trong cả sức khỏe của trong cả sức khỏe và cả mối quan hệ của mỗi người đúng không ạ? Rồi về những cái bí kíp nào, ok thì buổi trước là chúng ta đã nói về cái sự lựa chọn môi trường rồi. Thì cái việc mà chúng ta lựa chọn môi trường nó cực kỳ là quan trọng nha, tại vì các anh chị cứ hình dung rằng là chúng ta chỉ có thể là phát triển được trong những cái môi trường nào mà nó thực sự là giúp chúng ta phát triển được. Chứ nếu như mà chúng ta không thể nào mà chúng ta lấy một cái hạt mầm, nó rất là tốt, hạt mầm rất là tốt, rất là quý giá, nhưng mà bạn lại gieo trên một cái mảnh đất là mảnh đất bê tông đúng không ạ, thì nó sẽ không thể nào mà nó ra quả được. Dù là chúng ta có chăm sóc này, chúng ta có bón phân, chúng ta có chăm chỉ tưới cây đi chăng nữa, chúng ta làm mọi cách đi chăng nữa, thế nhưng mà nếu như mà chúng ta gieo trồng trên một cái mảnh đất mà nó không được màu mỡ, nó không thể nào nó giúp chúng ta là phát triển cái hạt mầm đấy được, thì liệu ạ, liệu là cái cây đấy nó có ra quả cho chúng ta được hay không, đúng không ạ? Chắc chắn là không rồi. Và đó là một cái điều mà các chị cũng cần phải là lưu ý khi mà chúng ta gieo những cái hạt mầm về về giàu có này, thì chúng ta cũng cần phải là gieo trên cái mảnh đất màu mỡ. Có nghĩa là các anh chị muốn đạt được cái sự thành công, muốn đạt được cái sự giàu có của mình, thì chúng ta phải lựa chọn là cái môi trường phù hợp với cái điều mà mình mong muốn trở thành. Cái người mà mình mong muốn trở thành ấy, thì mình mong muốn trở thành ai? Là người như thế nào? Mình muốn có những cái thành công như thế nào? Mình muốn là bản thân mình đạt được những cái kết quả gì? Anh chị hình dung được không ạ? Thì cái kết quả ấy, nó đến từ, từ nguyên nhân, nó đến từ cái hạt mầm mà các anh chị gieo xuống này. Thì cái hạt mầm này nó là cái suy nghĩ, nó là đến từ cái năng lượng của anh chị. Vậy nên là các anh chị sẽ cần phải hỏi bản thân của mình ấy, à cái môi trường của chúng ta, những cái người mà chúng ta đang tiếp xúc, những cái người này đúng không, trong những cái người mà trong cái môi trường hàng ngày, họ đang khiến tôi trở thành cái người như thế nào đây? Họ đang khiến cho tôi là tôi đọc những cuốn sách như thế nào? Họ khiến cho tôi là có những cái thói quen gì hàng ngày? Họ khiến cho tôi là trở thành cái con người như thế nào? Và chúng ta quan sát lại, đây có phải là kết quả mà chúng ta mong muốn hay không? Cái điều này có phải thực sự là cái điều mà chúng ta mong muốn hay không? Và nếu như mà cái câu trả lời như là không đúng không ạ? Thì điều đó có nghĩa rằng là các anh chị đang ở không đúng nơi rồi. Cái gì đúng đúng không ạ? Vậy thì nếu như mà cái câu trả lời là tôi không mong muốn là tôi trở thành cái con người như vậy, tôi không mong muốn là tôi có cái cuộc đời như vậy, tôi không mong muốn là trở thành cái phiên bản như vậy, thì chúng ta đã là ở cái môi trường nó chưa đúng rồi. Và chúng ta thì sao, có cần phải có một cái sự lựa chọn, có một cái quyền lựa chọn đúng không ạ? Đó là chúng ta hãy lựa chọn xem cái môi trường để chúng ta gieo những cái hạt mầm của chúng ta là về sự giàu có, về sự thành công đúng không, thì chúng ta gieo những cái hạt mầm về cả hạnh phúc, cả yêu thương nữa, thì cái môi trường nó phù hợp thì nó sẽ giúp cho cái hạt mầm đó nó phát triển lên, nó sẽ tăng trưởng về sau thì nó mới ra hoa, nó mới kết quả được đúng không, thì chúng ta mới có cái kết quả. Nếu như mà một cái môi trường đúng không ạ, một cái môi trường nó thuận lợi, một cái môi trường nó màu mỡ, một cái môi trường nó thuận lợi là nó sẽ giúp cho chúng ta là có rất là nhiều những cái điều nó thuận lợi. Thì có phải chúng ta gieo nhân tốt là chúng ta có cả một cái bầu trời quả ngọt đúng không ạ?
cái tốc độ nó rất là nhanh. Nhưng chị đồng ý với Dương không ạ? Yes, thì đó là cái bí kíp số 8 nhé. Đó là cái bí kíp số 8 ạ. Lựa chọn môi trường phù hợp. Rồi, và cái tiếp theo, cái bí kíp số 9 để chúng ta ứng dụng luật hấp dẫn và sức mạnh kiến thức này để cho anh chị có thể thành công nhiều hơn. Đó là chúng ta cần phải hiểu được là một cái bài học ở trong cuộc đời này. Một bài học trong cuộc đời này. Đó là kiến thức là vô tận. Anh chị nhá, kiến thức là vô tận. Và trong cái phần này thì chúng ta hiểu được rằng là cái tri thức nhân loại, tri thức của nhân loại nó là vô tận. À, cái tri thức có thể là trong quá khứ này, tri thức của hiện tại, thậm chí là những cái tri thức mà nó xuất hiện trong cả tương lai, nó là vô tận nha các anh chị. Và với cái tri thức này thì chúng ta hãy là cái người đón nhận tri thức. Tại vì với cái nguồn tri thức nó là vô tận thì chúng ta hãy đón nhận cái nguồn tri thức này. Và để mà có thể hiểu được cái bài học này này thì chúng ta sẽ cần phải là luôn luôn lắng nghe. Anh chị ghi lại đi ạ, luôn luôn lắng nghe. Chúng ta sẽ luôn luôn là vốn học hỏi với một cái tâm thế, đó là một cái người không biết một cái gì cả. Ừ, luôn luôn là với cái tâm thế là tôi không biết một cái gì cả, với tâm thế là ly nước trống. Và với cái tâm thế đó là tôi đang trống lắm, tôi là một cái ly nước trống mà hãy rót thêm cho tôi đi. Tôi muốn rót thêm được thật là nhiều tri thức này, tôi muốn rót thêm được thật là nhiều trí tuệ, tôi muốn rót thêm thật là nhiều những cái giá trị vào trong bản thân của tôi. Vì nếu như mà chúng ta là một cái người mà một cái người đón nhận từ khôi thì chúng ta sẽ đón nhận được rất là nhiều cái tri thức của nhân loại. Ừ, chúng ta đón nhận được cái nguồn năng lượng vô tận từ rất là nhiều nguồn lực từ vũ trụ, đúng không ạ? Thì cái giá trị của anh chị nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Nhiều hay rất nhiều ạ? Rất là nhiều, đúng không? Tăng lên rất là nhiều. Tri thức của chúng ta thì cũng tương ứng với cả cái giá trị của chúng ta. Tại vì tư duy đến đâu thì tiền nó, tri thức của chúng ta tương ứng với cái giá trị của chúng ta. Vậy thì khi mà chúng ta biết rằng là cái kiến thức ở ngoài kia, cái kiến thức của thị trường, đúng không, cái kiến thức của con người, đó là cái nguồn tri thức vô tận. Và nếu như mà chúng ta sẵn sàng này, chúng ta luôn luôn ở trong một cái tâm thế đó là tôi sẵn sàng đón nhận những cái tri thức tuyệt vời của nhân loại, những cái tri thức tuyệt vời của cả những người khác nữa, nếu như mà họ đấy là cái người thành công thì tôi biết rằng là đây là cái người mà tôi cần phải học tập, tôi phải học hỏi từ họ. Và nếu như mà nhé, nếu như mà chúng ta đón nhận được tất cả những cái điều đó thì có phải là giá trị của chúng ta nó được tăng lên mãi không? Nó tăng lên mãi mãi không bao giờ dừng lại được. Vậy nên là cho nên là chúng ta hãy bỏ đi cái suy nghĩ là tôi biết rồi, được chưa ạ? Bỏ cái suy nghĩ đấy, hay là tôi giỏi rồi, hay là tôi tuyệt vời rồi. Bỏ đi nha anh chị ơi, bỏ cái tư duy suy nghĩ đấy đi, được chưa ạ? Chúng ta hãy bỏ cái tôi biết rồi đấy sang một bên. Ừ, hãy luôn là thay đổi cái thói quen và thay đổi cái thái độ của mình với cả kiến thức của nhân loại. Hãy luôn luôn với tâm thế đó nhận, dù là cái kiến thức đấy là mình biết rồi hoặc là mình đã từng ứng dụng và mình thành công, tuy nhiên là sao ạ, chúng ta hãy lắng nghe, hãy học hỏi. Và sau một thời gian thì các anh chị sẽ mạnh lên rất là nhiều, thì chúng ta sẽ trở thành những cái người mà thành công nối tiếp thành công. Chúng ta sẽ trở thành những cái người mà lãnh đạo này, leader, được chưa ạ? Và ở bên nước ngoài thì nó có một cái câu đấy rằng là listener, learner, be the leader. Có nghĩa là sao ạ? Đầu tiên là chúng ta cần phải là lắng nghe, học hỏi, rồi trở thành lãnh đạo. Nếu như các chị muốn trở thành một cái người là lãnh đạo kiệt xuất, bao nhiêu chị ở đây chúng ta cũng muốn trở thành lãnh đạo ạ? Trở thành một cái nhà dẫn dắt, một cái người là đi trước dẫn đầu, thì đương nhiên rồi là chúng ta cần phải là đúng cái bước đó là lắng nghe, học hỏi, rồi sau đó là lãnh đạo, được không ạ? Tất cả những cái người lãnh đạo kiệt xuất ấy, họ đều cần phải là đi qua hai cái bước đầu tiên, đó là học hỏi và lắng nghe. Và ngay khi mà họ là đang là một cái người người lãnh đạo kiệt xuất ấy, thì họ vẫn là họ làm tốt cả hai cái phần trước. Ok chưa ạ? Rồi, ok, yes. Rồi, cho nên là chúng ta hiểu được cái bí kíp số 9 ý, đó là cái kiến thức trên đời đó là vô tận. Thế nên là đừng bao giờ nói rằng tôi biết rồi. Mà hãy chọn là sao? Hãy chỉ cho tôi. Hãy giúp cho tôi đi. Anh chị ạ, chúng ta hãy đổi cái câu đấy đi ạ.
Rồi anh chị có thể nói theo Dương nhé. Làm ơn hãy chỉ cho tôi. Please. Được chưa ạ? Làm ơn hãy chỉ cho tôi. Đúng không ạ? Hãy luôn luôn là với cái tâm thế đón nhận nhé. Khi mà chúng ta với cái tâm thế đón nhận ấy, thì chúng ta sẽ đón nhận được rất là nhiều cái giá trị để chúng ta thành công nhanh hơn. Rất nhiều cái giá trị ạ. Ok ạ. Rồi thì đó là cái bí kíp số 10. Và cái đó là cái bí kíp số 9 đúng không ạ? Rồi tiếp theo là cái bí kíp số 10. Rồi bí kíp số 10 trong cái việc mà chúng ta sử dụng sức mạnh tiềm thức này, đó là gì? Rồi bí kíp số 10 nó là một cái điều rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Thì đó là các anh chị cần phải mô phỏng người thành công. Quý chị ghi lại nha, mô phỏng người thành công. Mô phỏng người thành công là như nào ạ? Mô phỏng người thành công đó là chúng ta cần phải có một cái hình mẫu. Chúng ta cần phải có một cái hình tượng. Một cái hình mẫu mà chúng ta mong muốn trở thành là như thế nào. Ví dụ chẳng hạn như là có những cái người mà họ thành công nhất trên thế giới đúng không? Và các anh chị có một cái mục tiêu, các anh chị nhắm tới rằng là mình có cuộc sống giống như là ai đó. Được không ạ? Mình có cuộc sống giống như là ai đó. Vì thật sự ấy, khi mà chúng ta nói về những cái người thành công và giàu có ấy, thì có rất nhiều đúng không? Rất là nhiều, hàng nghìn, hàng tỷ. Rất là nhiều người thành công và giàu có. Triệu phú, tỷ phú trên thế giới rất là nhiều đúng không? Gọi là lên đến hàng chục nghìn rồi. Triệu phú thì còn có khi còn nhiều hơn. Nhưng mà quan trọng đúng không ạ? Quan trọng đấy là những cái người thành công và giàu có đấy, thì các anh chị mong muốn là mình trở thành cái người như thế nào? Mình có cuộc sống giống như là cuộc sống của ai? Các chị hình dung được không ạ? Các anh chị mong muốn cuộc sống của mình là như thế nào? Dù là tỷ phú đi, thế nhưng mà có rất là nhiều người họ cũng là giàu có, nhưng mà gia đình của họ không hạnh phúc. Rất nhiều tỷ phú nhưng mà sức khỏe của họ thì đâu, họ không có. Họ không có sức khỏe. Có rất là nhiều những người mà người ta cũng giàu có nhưng mà họ lại đi đánh đổi cái uy tín, cái danh dự. Họ đánh đổi cái lương tâm của họ để họ kiếm tiền. Vậy nên ý, là chúng ta không nhất thiết là chúng ta phải chạy theo tiền, mà chúng ta hãy chọn một cái người mà mình mong muốn trở thành và mình học hỏi theo họ. Hãy lấy một cái hình mẫu để chúng ta mô phỏng cái người thành công. Đừng bất cứ ai mình cũng học, không phải ạ. Đương nhiên thì cái người thành công là chúng ta học từ họ là đúng rồi. Nhưng mà không phải bất cứ ai mà chúng ta cũng nên học. Bởi vì có rất là nhiều cái người thành công và giàu có đúng không? Nhưng mà cái tư tưởng của họ thì sao? Họ kiếm được tiền nhưng mà cuộc đời của họ lại không hạnh phúc. Có rất nhiều người giàu có nhưng mà gia đình của họ lại không hạnh phúc ạ. Có rất là nhiều những người giàu có nhưng mà họ càng giàu thì cái sức khỏe của họ lại càng đi xuống. Có rất là nhiều người giàu nhưng mà bên trong của họ không có được cái sự bình an, mất ngủ hàng đêm, đúng không ạ? Đó, có rất là nhiều người là như vậy. Nhưng mà cũng có rất là nhiều người thì họ cực kỳ là giàu có và họ cũng đang rất là hạnh phúc. Có rất là nhiều người giàu nhưng mà hiện tại cái gia đình của họ đang rất là êm ấm, rất là hạnh phúc, rất là tuyệt vời, rất đầm ấm. Có rất là nhiều những cái người mà họ đang giàu có và họ đang rất là khỏe mạnh, họ đang lành lặn, họ đang thông minh và may mắn, rất là tuyệt vời luôn đúng không ạ? Có rất là nhiều người giàu có thì họ trọn vẹn luôn là như vậy, và thậm chí đúng không ạ, họ còn bình an và họ giúp được cho rất là nhiều người. Vậy nên là chúng ta hãy chọn một cái người mà một cái hình mẫu để chúng ta mô phỏng người thành công. Đấy ạ, và chúng ta hãy là chọn một cái hình mẫu mà chúng ta muốn trở thành, cái con người mà chúng ta muốn trở thành các anh chị nhé. Không quan trọng là số tiền ạ, mà quan trọng là cái con người mà các anh chị muốn trở thành như thế nào. Có nghĩa là chúng ta có được cái cuộc sống giống như họ đấy. Họ đang có cuộc sống như thế nào? Họ đang làm cái gì? Đấy ạ, có cuộc sống như thế nào? Và nếu như mà cái người đó họ đang có một cái cuộc sống mà giống như là cái mục tiêu của anh chị, giống như là cái ước mơ của anh chị, thì chúng ta hãy mô phỏng họ, hãy học theo họ. Chúng ta hãy dành thật nhiều thời gian này, chúng ta đầu tư thời gian, đầu tư công sức, đầu tư tiền bạc để có thể là mình có được cái cơ hội để chúng ta gần gũi với những người đó. Chúng ta cơ hội tiếp xúc với những người đó để chúng ta được mô phỏng giống như cái người đó. Tại vì khi mà chúng ta càng dành thời gian với cái việc gì thì các anh chị sẽ trở thành cái người như vậy. Anh chị hình dung được không ạ? Bạn sẽ trở thành cái thứ mà bạn tiếp xúc nhiều nhất. Vậy nên nếu như mà chúng ta muốn trở thành một cái người thành công, giàu có, chúng ta muốn trở thành
anh chị nào còn 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 mơ ước đúng không ạ, à trở thành triệu phú đô la, thì chúng ta hãy dành thời gian đọc sách của các triệu phú, hãy dành thời gian để chúng ta được gặp các triệu phú đô la. Đó là cái cách đơn giản nhất rồi, anh chị theo kịp không ạ? Vậy thì nếu như mà chúng ta muốn trở thành tỷ phú đúng không, thì chúng ta cũng dành thời gian để chúng ta gặp gỡ với cả tỷ phú. Nếu như mà anh chị muốn cuộc sống là vừa vừa giàu có này, vừa khỏe mạnh này, vừa hạnh phúc này, thì chúng ta cần phải đi tìm những cái người hiện tại họ đang có cuộc sống như vậy. Họ vừa có cuộc sống giàu có, khỏe mạnh, rất là tuyệt vời luôn. Nói chung là cái gì cần, cái điều gì nữa thì cái người ta đều có hết cả. Thì đó là một cái cuộc sống mà chúng ta có cái quyền lựa chọn. Và chúng ta sẽ trở thành cái người mà chúng ta tiếp xúc nhiều nhất. Khi mà chúng ta mua đồ linh đúng không ạ, thì đó là cái cách nhanh nhất để chúng ta phát triển, để chúng ta gia tăng cái giá trị của bản thân của mình. Vậy nên là hãy học hỏi từ cái người thành công, làm theo họ để chúng ta thành công luôn anh chị nhá. Học theo người thành công, làm theo họ và thành công luôn là như vậy, để chúng ta không cần phải là đi mò mẫm quá nhiều, không phải là tự đi tìm hiểu cái này tìm hiểu cái kia, không phải là tự đi chịu ra, hay là các chị phải đánh đổi. Có nhiều anh chị rất đánh đổi rất là nhiều đúng không? Có rất là nhiều anh chị đã phải trả những cái giá trong cái việc mà chúng ta đã thiếu mất tri thức, chúng ta thiếu trí tuệ, thậm chí còn thiếu cả những cái phẩm chất của những cái người thành công nữa. Thì những cái điều đó anh chị sẽ phải đánh đổi bằng rất là nhiều tiền quý vị nhé. Tất cả mọi thứ là đều cần phải phải đóng học phí hết. Vậy thì nếu như mà bạn kinh doanh đúng không, bạn kinh doanh, bạn đầu tư, bạn làm một cái việc gì đó, ở ngoài kia bạn không có kiến thức, không có kỹ năng, bạn không có cái tư duy, bạn không có cái chiến lược đúng, bạn chỉ làm theo bản năng thôi, gọi là làm theo cái gan của mình đấy ạ. Cái bao nhiêu chị chúng ta cũng nghe cái câu đấy là có gan làm giàu ạ, đúng không? Có gan làm giàu, làm theo cái gan của mình đấy ạ. Trời ơi, nhưng mà cái chị ơi, cái gan của mình nó có suy nghĩ được giống như bộ não của mình không? Nó có suy nghĩ được giống như bộ não của mình không ạ? Cái gan nó không ra quyết định được, cái gan nó không có cái nó không có cái khả năng là phân tích, à nó cũng không có khả năng tư duy đúng không? Anh chị đi kinh doanh, anh chị đi đầu tư, đi đàm phán, đi bán hàng, đi kiếm tiền tỷ, mà lại đi nghe thôi, đi theo cái gan mà lại không không nghe theo bộ não. Anh chị theo kịp không ạ? Cái bộ não là để chúng ta, là dùng để chúng ta tư duy, để chúng ta lựa chọn, để chúng ta suy nghĩ. Và cái con người thì khác con vật ở chỗ đó. Con người là sao? Có bộ não, con người có khả năng tư duy, có cái suy nghĩ, có cái sự lựa chọn. Nhưng mà con vật thì nó sẽ không có khả năng đó. Vậy nên là chúng ta thấy rằng là chú Sơn Lâm đúng không ạ? Con chú Sơn Lâm, con sư tử đấy ạ. Con sư tử nó có mạnh không ạ? Nó là chú Sơn Lâm đúng không? Nhưng mà 1.000 năm trước với cả bây giờ nó có khác gì nhau không anh chị? Con sư tử 1.000 năm trước và bây giờ nó ở đâu? Nó vẫn như vậy thôi đúng không? Nó vẫn như vậy thôi, nó không có được cái sự phát triển đó. Nó không sử dụng điện thoại, nó không có khả năng để nó chế tạo cái này cái kia. Nó chỉ ở đấy thôi, nó chỉ ở trong cái khu vực đấy thôi. Nhưng mà con người 1.000 năm trước thì sao? So với bây giờ thì sao? À, giờ con người có lên sao Hỏa rồi, lên mặt trăng rồi. Bây giờ chế tạo ra cả tàu vũ trụ này, chế tạo ra được cả iPhone rồi, rất là tuyệt vời đúng không? Rất là nhiều thứ. Thì đó là cái sự khác biệt của con người và con vật. Thì cái bộ não của con người là có khả năng là lựa chọn và ra quyết định. Thì chúng ta không lắng nghe theo mà chúng ta lại đi nghe theo cái gan. Trời ơi, cái gan nó có gan làm giàu. Cái gan làm giàu nhưng mà không có nghĩa là chúng ta nghe theo cái gan. Nghe theo cái gan là chắc chắn là không thành công rồi. Bao nhiêu anh chị ở đây ạ, chúng ta đã nghe theo cái cảm tính của mình và mình đã thất bại rất là lớn ạ. Thất bại luôn đấy ạ. Lắng nghe theo cảm tính của mình, lắng nghe theo cái trực giác mách bảo của tôi, thì đó là cái gan của anh chị chứ không phải là cái não. Cái trực giác đó là cái tiếng nói nhỏ của anh chị, nó là tiềm thức mách bảo đúng không? Tiềm thức. Nhưng mà tiềm thức của chúng ta tại cái thời điểm đó nó là của một cái người chưa giàu. Anh chị theo kịp không ạ? Tiềm thức của thời điểm đó là nó là tiềm thức của một cái người chưa giàu. Và tiềm thức của một cái người chưa giàu thì sao? Thì nó sẽ phát ra cái gì? Nó sẽ phát ra cho chúng ta những cái trực giác của ai ạ? Của cái người chưa giàu. Anh chị hình dung không ạ? Và cái người trực trực giác của cái người chưa giàu này thì nó sẽ khiến cho anh chị là dù như thế nào chăng nữa này, dù các anh chị có lắng nghe theo cả cả cái trực giác đó,
thì nó cũng sẽ là giúp cho anh chị trở thành cái người chưa giàu. Anh chị theo kịp không? Và đó là cái lý do mà tại vì sao những cái người triệu phú này, những cái người giàu có thành công, gọi là giàu có nhất hành tinh đúng không, khi mà họ có một cái thông tin gì đó, hay là họ có một cái vấn đề, hay là một cái cơ hội đến, tại sao những cái người đó này, những cái người mà họ ra quyết định là nắm bắt, họ quyết định là họ tham gia. Nhưng mà tại vì sao có những cái người đó những cái người không thành công ấy, những cái người không thành công là họ đã quyết định là họ không tham gia, họ không nắm bắt. Nhưng mà với những cái người mà họ đã ra quyết định là nắm bắt được thì họ lại giàu lên. Cùng một cái thông tin là như vậy thôi, nhưng mà có cái người nắm bắt và có những cái người không nắm bắt. Những cái người nắm bắt thì họ trở nên là rất là giàu có, đúng không? Cùng với một cái thông tin đấy, nhưng mà có những người thì họ không biết phải làm cái gì cả, họ còn quyết định ngược lại, họ làm ngược lại, nên là họ không thành công. Tại sao lại như vậy? Tại vì đa phần, đúng không, đa phần chúng ta biết rằng là 60% quyết định của chúng ta là nó đến từ cái cảm xúc và nó đến từ cái trực giác của chúng ta. Và cái trực giác của chúng ta thì nó đến từ cái tâm thức của mình, nó đến từ cái giác quan thứ sáu, và nó đến từ cái hệ tư tưởng của mình. Vậy nếu như mà các chị lựa chọn là chúng ta lựa chọn trên cái trực giác của mình, nếu như anh chị có may mắn là anh chị đang có cái tư duy triệu phú, các anh chị có những cái niềm tin gốc rễ của triệu phú, cái gan của mình, cái gan của chúng ta thì toàn là tế bào của người giàu thôi, anh chị hình dung không ạ? Thì đó là các anh chị sẽ may mắn, anh chị sẽ nắm bắt được, anh chị thành công. Nhưng mà cái gan của chúng ta thì nó cũng là những cái nguyên tử, cũng là những cái phân tử, đúng không? Tất cả những cái bộ phận trong cơ thể của chúng ta nó đều mang năng lượng hết. Vậy nên là tất cả kiến thức của chúng ta này, bộ phận của chúng ta, những cái tế bào của chúng ta, nó toàn là những cái niềm tin. Những cái niềm tin từ những cái tư duy triệu phú, thì tiềm thức của chúng ta là toàn là những của những cái người thành công và giàu có. Vì sao ạ? Đúng không ạ? Đó là cái lý do tại vì sao mà họ làm gì cũng thành công. Lý do tại vì sao mà họ họ chạm tay vào cái gì nó cũng hóa vàng. Lý do tại vì sao mà những cái anh chị đứng ở trong câu lạc bộ chạm tay vàng đã rất là thành công, tạo ra những cái khối tài sản rất là lớn, 9 con số, 10 con số. Tại vì sao những anh chị ở đây chúng ta được kiếm được rất là nhiều? Tại vì chúng ta được cài đặt, chúng ta cài đặt được những cái niềm tin, tư duy, suy nghĩ của những cái người thành công là như nào. Chứ còn trước đấy, đúng không ạ, chúng ta chưa có. Cơ bản là những cái người ở những cái nhà triệu phú, đúng không ạ, là họ có cái trực giác của những cái người giàu, và chính là cái trực giác đó thì nó khiến cho họ là họ làm những cái hành động, khiến cho họ là họ phải đưa ra những cái lựa chọn để giúp cho họ giàu lên. Vậy nên là chúng ta mới nói rằng là cái thời khắc mà niềm tin, cái tư duy của triệu phú nó trở thành cái tư duy gốc rễ của anh chị rồi, thì anh chị làm gì cũng giàu, làm gì cũng thành công hết á. Bởi vì là lúc đó là cái trực giác của chúng ta là nó chỉ hướng đến cho chúng ta những cái gì mà giúp cho chúng ta thành công, giúp cho chúng ta giàu có. Còn nếu như trực giác của chúng ta là của những người chưa giàu thì sao? Thì cái chị có phải là rất là chăm chỉ rất là nhiều, chăm chỉ rất là nỗ lực, chăm chỉ bao nhiêu chăng nữa, thì nếu như mà các chị có nghe theo cái trực giác của những người không thành công, trực giác không thành công ấy, thì liệu có thành công được không ạ? Vậy thì tại vì sao chúng ta phải mô phỏng những người thành công này? Thì nó liên quan tới cái này. Các chị hình dung rằng là nhé, khi mà các chị học từ một cái người mà các chị học từ chính bản thân mình đấy, được chưa? Chúng ta học chính từ những cái trải nghiệm của mình, có thể là trải nghiệm này không thành công, hay là trải nghiệm thành công của mình, được chưa? Thì các chị có đồng ý với Dương rằng là chúng ta đều phải trả một cái giá nào đó, đúng không? Giả sử như bây giờ là bạn nấu cơm đi, nấu cơm thôi, một cái việc nó rất là đơn giản như vậy thôi, đúng không? Và bây giờ là không ai chỉ cho bạn là phải nấu cơm như thế nào hết, mà bạn tự nấu, và cái nồi cơm đấy thì nó không được ngon. Vậy thì anh chị có phải trả giá không ạ? Anh chị có phải trả giá không? Có chứ, đúng không? Có. Bữa đấy là mình đói. Nấu không có ngon thì bữa đó là mình phải đói rồi. Tại sao ạ? Mình phải tốn tiền điện, đúng không ạ? Tốn tiền điện, tốn tiền gạo, tốn tiền nước, tốn công, tốn sức, đúng không? Thì đấy nó chỉ là một việc nhỏ thôi đó. Đấy chỉ là một cái việc nhỏ thôi. Nhưng mà nếu như mà chúng ta muốn học từ chính cái thất bại của mình, thì chúng ta phải luôn luôn là trả một cái giá nào đó để chúng ta có một cái bài học.
mà đó chỉ mới chỉ là cái bài học nấu cơm, một cái bài học nhỏ thôi, nhưng mà trong cuộc sống của chị đúng không ạ, chúng ta có rất là nhiều những cái bài học lớn, có những cái bài học mà thậm chí là chúng ta phải trả bằng rất là nhiều tiền, có những cái bài học thì các anh chị phải mất cả trăm năm, mất cả cuộc đời mới có thể học được, thậm chí là có những cái người họ phải trả cả mạng sống của họ, họ mới học được một cái bài học gì đó. Vậy thì các anh chị có muốn trở thành cái người phải phải tự trả giá bằng những cái điều quý giá của mình để chúng ta học những cái bài học mà bài học không thành công, các chị có muốn không ạ? Chúng ta thì đúc kết từ những cái bài học không thành công, chắc chắn rồi chúng ta đều phải trả giá, tất cả mọi thứ trên cuộc đời này, tất cả mọi bài học đều phải trả giá, nhưng mà quan trọng đúng không? Quan trọng là cái giá bạn trả nó là bao nhiêu thôi, bạn sẽ chấp nhận là bạn trả cái giá là bao nhiêu. Các chị theo kịp không ạ? Bạn sẽ trả cái giá là bao nhiêu? Nếu như bây giờ bạn trả được một cái giá mà nó tốt, nó có lợi, thì là bạn giàu, đúng không ạ? Yes, đúng không? Bạn phải trả một cái giá tốt, nó có lợi cho mình thì bạn là cái người giàu. Nhưng nếu như mà bây giờ bạn trả một cái giá nó hớ, thì bạn là cái người bị lỗ, bạn là cái người bị mất tiền, bạn bị mất quyền lợi, mất tài sản, mất đi những cái giá trị của mình, và mình cũng không giàu có được, tại vì mình đã phải trả cái giá nó quá đắt rồi, trả cái giá quá đắt. Và có một cái điều ở đây đấy là sao, nếu như mà mình học từ thất bại của mình thì thực sự là Dương không biết là phải trả cái giá là bao nhiêu luôn. Không biết là bao nhiêu luôn, tại vì nó rất là nhiều đúng không? Có những cái người mà họ đã phải tốn hàng tỷ đô la, ví dụ chẳng hạn như Donald Trump thôi, chị biết Donald Trump đúng không, cũng đã tốn hàng tỷ đô la, hay là có những cái người mà họ đã phải đánh mất hàng triệu đô, có những cái người họ đã bị đánh mất cả thanh xuân của họ, rất là nhiều để họ có thể nhận ra những cái bài học về 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 trong công việc, về gia đình, về trong cuộc sống, về sức khỏe, về những cái mối quan hệ, rất là nhiều thứ. Vậy thì đằng nào chúng ta cũng phải trả một cái giá nào đó. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy trả một cái giá để chúng ta học. Học ở đây đấy là chúng ta học từ kinh nghiệm của những cái người thành công, học kinh nghiệm thành công của những cái người thành công. Anh chị theo kịp không ạ? Chúng ta hãy học từ những cái bài học, học từ kinh nghiệm của những cái người thành công. Bởi vì sao ạ? Khi mà con người của chúng ta ấy, chúng ta có những cái nỗi sợ hãi, đúng không ạ? Là vì sao? Là tại vì không hiểu, không biết thì mới sợ. Con người chúng ta thì không cần phải nỗi sợ hãi, thì cái này thì Dương đã chia sẻ rồi. Chúng ta cần gì ạ? Chúng ta cần được giáo dục, đúng không ạ? Chúng ta cần được giáo dục. Và có một cái điều nếu như mà chị không làm được ý, thì có phải là nó bất khả thi không? Nếu như mà chúng ta không làm được thì có phải là nó là một cái điều bất khả thi không? Không phải đâu, đúng không? Đó là do anh chị chưa biết làm thôi, chưa biết làm chứ không phải là không làm được. Và để chúng ta biết một cái điều gì đó thì đơn giản thôi, chỉ cần học là chúng ta biết được, đúng không ạ? Bao nhiêu anh chị chúng ta hiểu được cái bài học ở đây ạ? Và người thầy của Dương nha, người thầy của Dương đó là thầy cũng đang là đa triệu phú đô la rồi, nhưng mà mỗi năm vẫn bỏ ra là tầm khoảng ít nhất tầm khoảng trung bình là nửa tỷ, nửa tỷ để có được cái cơ hội để được đi học từ những người thành công và giàu có, cũng không ít đúng không ạ? Số tiền cũng không ít. Mà người thầy của Dương đã làm được cái việc này là liên tục là 10 năm rồi, liên tục là trau dồi bản thân của mình lên. Mặc dù đã là đa triệu phú rồi nhưng mà vẫn tiếp tục là học tập phát triển liên tục, học liên tục để có được những cái cơ hội từ những cái người thành công và giàu có, được cơ hội đi tiếp xúc với họ thì mình mới trực tiếp mình học được nhiều, mà số tiền nó không ít đúng không? Nhưng mà khi mà chúng ta đầu tư như vậy, chúng ta biết rằng là cái tài sản lớn nhất của con người đấy là trí tuệ, sức khỏe, trí tuệ đúng không? Vậy nên là chúng ta hãy đầu tư cho sức khỏe và trí tuệ của mình. Mà đấy là thầy Dương, đấy là bỏ tiền chỉ là để đi học cho đi nhá, mà cũng không có tiếc đâu, không có tiếc, bởi vì biết rằng là từng cái đồng mà bỏ ra như vậy đều giúp cho thành công, giúp cho giàu có hơn, giúp cho thầy là phát triển hơn, giúp cho cái tài sản của mình là tăng lên là gấp 10 lần, gấp 100 lần, gấp bao nhiêu lần, đúng không? Thì bao nhiêu chị thấy rằng là đây là một cái đầu tư có lợi ạ? À? Đầu tư có lợi đúng không? Quá có lợi luôn. Đầu tư cho trí tuệ thì không bao giờ mất đi được.
Trí tuệ thì luôn luôn là ở đây với chúng ta đúng không? Nó luôn luôn là ở đây với chúng ta mãi mãi. Dù là thế giới có như thế nào, dù có thị trường như thế nào, à nền kinh tế có làm sao chăng nữa, thì cái tư duy của thành công, cái tư duy của giàu có, cái trực giác của một cái người thành công, của một người triệu phú thành công, giàu có. Và nếu như bàn tay của anh chị đúng không, bàn tay của chúng ta là một cái người mà doanh nhân chạm tay vào, thì nó vẫn là như vậy, nó vẫn không thể nào thay đổi. Dù là thị trường có như thế nào thì người giàu vẫn là giàu lên. Anh chị đồng ý với Dương không ạ? Bao nhiêu chị cũng hiểu được cái bài học này ạ? Trong những cái năm ấy, trong những cái năm mà 2021, 2022, 2023 vừa qua đúng không? Thì số tiền mà chính phủ cung cấp ấy, chủ yếu là chuyển cho nhóm nào anh chị biết không ạ? Những cái chính sách hỗ trợ ấy, sẽ là nhóm nào ạ? À, sẽ là cái nhóm mà những cái nhóm người chưa giàu đúng không? Chưa giàu. Chính phủ đang hỗ trợ cho những cái người chưa giàu như vậy. Nhưng mà có một cái điều kỳ lạ ấy, là trong những cái năm vừa qua thì những cái người giàu có, những cái người thành công thì họ vẫn vẫn tiếp tục là giàu có lên nhanh chóng. Thì đó là cái vấn đề ạ. Quan trọng là tiền chảy về đâu thì người giàu vẫn là người ta vẫn hốt được đấy không? Quan trọng là anh chị có nằm ở trong những cái người đấy không, thì đó là cái quyền lựa chọn của chúng ta. Tiền chảy về đâu không quan trọng đúng không? Tiền chảy về đâu thì cái người giàu vẫn có thể là họ lấy được. Nó luôn luôn là như vậy đúng không? Nó luôn luôn là như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì đó đã là quy luật rồi. Năng lượng chỉ chảy về nơi có sự tập trung. Và năng lượng của giàu có thì sao? Tiền sẽ chảy về những cái nơi là như vậy. Và quan trọng này, quan trọng là cuối cùng bạn có thuộc cái nhóm người thành công và giàu có hay không, hay là bây giờ bạn vẫn đang muốn tiếp tục với cuộc sống như hiện tại, vẫn muốn cuộc đời của chúng ta là cái quyền lựa chọn. Nhiều người bảo chị muốn thành công và giàu có, nhưng mà ngay cái thời điểm nhưng mà là anh chị lại quyết định là mình đang trở thành cuộc sống của hiện tại. Đầu tiên là phải dám ra quyết định đã. Chưa gì nhưng mà khi mà chúng ta lựa chọn ấy, là chúng ta tiếp tục là sống cái cuộc sống mà chúng ta mong không mong muốn. Anh chị có quyền lựa chọn ạ. À? Bây giờ có quyền lựa chọn với chị đấy là tiếp tục sống cuộc sống không mong muốn hay là mình sẽ thay đổi. Và đương nhiên là cách để chúng ta có thể mô phỏng người thành công tốt nhất đúng không ạ? Là chúng ta hãy lựa chọn cái người nào mà họ đang thành công, cái cuộc sống mà họ đang sống có phải đó là cuộc sống mà chị mong muốn hay không? Cái cuộc sống mà họ đang sống mà giống như là cuộc sống mà chúng ta đang mong muốn, thì chúng ta hãy mô phỏng theo họ, hãy học hỏi từ họ, hãy đầu tư tiền bạc, hãy dành thời gian để chúng ta được ở gần họ, làm mọi cách để chúng ta có thể ở gần họ, thậm chí là chúng ta tạo dựng ra những cái mối quan hệ thân thiết với cả họ luôn. Vì khi mà họ có cái gì là họ sẽ chỉ cho chúng ta cái đó. Chắc chắn là họ thành công thì họ sẽ giúp cho mình cũng thành công. Anh chị theo kịp không ạ? Rồi, và đó là cái bí kíp số 10 nha. Bí kíp số 10 ạ. Tiếp theo là cái bí kíp số 11 này. Trong cái việc mà chúng ta sử dụng sức mạnh kiến thức và luật hấp dẫn, thì các anh chị phải nhớ một cái điều rằng là đây là một cái điều vô cùng quan trọng. Đó là gì này? Quan trọng anh chị có thể ghi lại luôn. Đó là chúng ta phải biết rằng là luôn luôn so sánh dọc. So sánh dọc ạ, anh chị nhớ nhé. So sánh dọc là gì ạ? So sánh dọc có nghĩa là chúng ta hãy so sánh với cả bản thân của mình, với cả chính mình của ngày hôm qua. Anh chị theo kịp không ạ? So sánh dọc là những cái gì mà mình đang có của ngày hôm nay, mình so sánh với những cái gì bản thân của mình ngày hôm qua. Con người tôi ngày hôm nay với cả con người của tôi ngày hôm qua, nó đang tốt hơn như thế nào rồi? Hay là nó đang không tốt đi? Ok chưa? Và chúng ta hãy lấy ba cái cột mốc nhé. Ba cột mốc đó là ngày hôm nay giá trị của tôi tăng lên như thế nào, trí tuệ của tôi tăng lên như thế nào, trí tuệ tăng tôi của tôi tăng lên chưa, tôi có giỏi lên tí nào hay chưa. Thì đó là cái thứ nhất, cột mốc thứ nhất. Và cái giá trị thứ hai là gì ạ? Ngày hôm nay sức khỏe của tôi có đang chuyển biến tốt hơn hay là đang xấu đi. Và cái tiếp theo, cái giá trị thứ ba là gì ạ? Đó là cái ngày hôm nay những cái mối quan hệ xung quanh của tôi nó có đang tốt hơn chưa.
nó có đang chất lượng hơn chưa hay là nó giảm chất lượng đi, bởi vì ba cái yếu tố này thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái kết quả cuối cùng, đó là cái tài chính của anh chị, đó là cái chất lượng cuộc sống của anh chị, đó là cái phong cách sống và cái chất lượng cuộc sống của anh chị. Ok chưa ạ? Ba thứ nhé, ba cái thứ đó rồi. Ok, thứ nhất là trí tuệ của mình, kiến thức tư duy của mình, thứ hai là sức khỏe của mình này, thứ ba đó là mối quan hệ của mình. Nếu như mà ba cái này ngày hôm nay mà mình tốt hơn của ngày hôm qua thì chắc chắn là hôm nay tiền về, chắc chắn là thành công, đúng không ạ? Tại vì đó là cái sự phát triển, chắc chắn đó là phát triển rồi. Và phát triển thì chỉ có thành công. Các chị có đồng ý với Dương rằng là một cái cây ngày hôm nay mà nó phát triển hơn ngày hôm qua thì có phải là sớm muộn gì là nó cũng ra hoa, nó cũng kết quả, đúng không ạ? Còn nếu như mà cái ngày hôm nay cái cây này nó không phát triển hơn so gì với cái ngày hôm qua thì có phải là nó đang chết đi, nó đang chết đi. Và chúng ta có thể hy vọng rằng là chúng ta có được cái quả ở một cái cây nó đang chết đi không? Không, nó không thể nào có cái chuyện đấy được. Vậy nên là cho nên là bắt buộc thì phải phát triển, phát triển ba cái phần này. Thứ nhất là trí tuệ, thứ hai là sức khỏe của mình. Sức khỏe của mình nó phải tốt lên chứ, đúng không? Chứ còn sức khỏe nó giảm đi thì rõ ràng là không tốt. Khỏe khỏe mà mất hai cái kia thì cũng không còn là quan trọng nữa, được chưa ạ? Cái thứ ba là mối quan hệ. Mối quan hệ là chúng ta cũng cần phải xác định rằng là chúng ta đang là ai, chúng ta có những cái mối quan hệ như thế nào, chúng ta đang tiếp xúc với ai, chúng ta đang ở một cái môi trường như thế nào, chúng ta đang dành thời gian mỗi ngày với cả những ai, đang tiếp xúc với ai. Và nhớ là cái mối quan hệ nó rất là quan trọng. Các anh chị hãy nhìn vào cái môi trường của mình này. Những cái người mà mình đang tiếp xúc hàng ngày mỗi ngày thì chúng ta cần phải đặt ra câu hỏi rằng là những cái người này họ đang khiến mình trở thành ai đây? Họ đang trở thành ai khi mà tôi đang trở thành ai khi mà tôi đang tiếp xúc với những người này như này? Họ đang khiến tôi là phải đọc những cuốn sách gì? Họ khiến tôi là có những cái thói quen gì? Họ khiến tôi là trở thành cái con người như thế nào? Mối quan hệ của chị ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua thôi là chúng ta cũng thành công rồi. Bởi vì tư duy tăng lên thì tiền tăng lên. Mây tầng nào đứng hút mây tầng đó, đúng không? Mây tầng nào hút mây tầng đó. Nếu như mà các anh chị muốn là có những cái mối quan hệ với cả những triệu phú thì chắc chắn rằng là các anh chị cần phải có tư duy triệu phú rồi. Thì các anh chị mới có thể thu hút được những triệu phú giàu có lên để chúng ta làm bạn với cả họ được, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta phải hiểu được cái vấn đề này, đúng không? Chúng ta là đầu tư cho ba cái giá trị này. Và cái bài học ở đây đó là hãy so sánh dọc. Bởi vì nếu như mà ngay bây giờ, ngay lúc này có một cái người nào đó mà họ kiếm được 1 tỷ thì đó là tiền của ai ạ? 1 tỷ đô la thì đó là tiền của ai? Nếu như bây giờ một cái người nào đó mà anh ta kiếm được 1 tỷ đô la thì tiền đó là tiền của ai? Tiền của anh ta, đúng không? Đó là cái kết quả của anh ta. Nó không có liên quan gì đến mình cả. Liên quan gì đến mình đâu. Không liên quan. Bởi vì là anh ta đã đầu tư thời gian, anh ta đầu tư trí tuệ, anh ta đầu tư tiền bạc. Anh ta dùng cái thời gian của anh ta để trồng những cái cây. Bây giờ thì nó đã trở thành một cái bầu trời quả ngọt rồi. Nhưng chúng ta chỉ nhìn cái quả là 1 tỷ đô la. Không. Chúng ta đừng rảnh nhìn vào những khu vườn của những người khác làm cái gì. Ngưỡng mộ thì được nha, ngưỡng mộ thì được. Nhưng mà nếu như mà chúng ta cứ nhìn vào đó rồi chúng ta cảm thấy rằng là không vui với cả bản thân của mình thì cái cảm giác không vui đấy nó không giúp gì cho anh chị được cả. Anh chị cứ cảm thấy là bây giờ mình thua kém họ quá. Không có đâu. Ok nhỉ? Không có ai thua kém ai hết. Mỗi người sẽ có cái hành trình phát triển khác nhau. Cái việc mà chúng ta thành công, đúng không? Đó là ngày hôm nay tôi tốt hơn ngày hôm qua. Ngày hôm nay giá trị của tôi tăng lên, tốt hơn ngày hôm qua. Thì đó là thành công rồi. Và so sánh dọc đó là hãy so sánh với thành công của mình. Các anh chị cần phải quan tâm đến khu vườn của chính mình. Chứ đừng có quan tâm khu vườn của người khác nha. Hãy quan tâm khu vườn của mình. Ok chưa ạ? Và nếu như mà khu vườn của người khác họ có đang phát triển tốt hay là không tốt nha. Phát triển tốt thì cũng kệ họ. Nếu như mà phát triển không tốt thì cũng đừng có hả hê, đừng có cười làm gì cả. Đừng có cái cảm xúc không vui về về những cái chuyện là như vậy.
hãy tập trung vào khu vườn của mình. Cái khu vườn của mình mới là cái điều quan trọng nha anh chị. Còn cái khu vườn của mình mà nó không phát triển này, nó không có ra hoa, nó không có kết quả, nó không có cái sự lớn lên theo thời gian, đúng không? Thì cái người cuối cùng mà phải nhận quả, quả này quả đắng nha, là ai các anh chị ơi? Là mình. Vườn của người ta là quả người ta ăn, còn cái vườn của mình đó là mình nhận. Cho nên là chúng ta hãy tập trung vào cái khu vườn của mình, hãy tập trung vào chính mình. Vậy nên anh chị hãy so sánh dọc nhé, hãy so sánh dọc bản thân của mình ngày hôm nay đã tốt hơn so với cảnh ngày hôm qua chưa, và chúng ta đặt ra cái một cái mục tiêu ngày tiếp theo mình phải gia tăng cái giá trị của mình lên. Khi mà chúng ta nhận thức là nếu như mà chúng ta thấy rằng mình chưa phát triển, chưa tốt lên, thì phải đặt mục tiêu là chúng ta phải phát triển, phải gia tăng cái giá trị mình lên, gia tăng cái trí tuệ này, gia tăng sức khỏe này, gia tăng cả những cái mối quan hệ xung quanh của mình nữa. Chứ không phải bây giờ tôi thấy rằng là tôi không phát triển thì thôi, chấp nhận. Ê, hay là thôi ngồi thế kêu than oán trách tại vì sao này kia, không không. Xác định cái mục tiêu là gia tăng và phát triển bản thân của mình lên. Rồi, đó là cái bí kíp số 11 nhé. Bí kíp số 11 trong cái việc mà chúng ta sử dụng sức mạnh là tiềm thức này. Rồi, vậy thì Dương cũng xin hẹn anh chị vào những cái chương trình Zoom tiếp theo. Vẫn cái khung giờ này. Ok chị ạ? Để là chúng ta sẽ tiếp tục là gia tăng những cái tư duy, ta gia tăng những cái hiểu biết, những kiến thức của mình để cho chúng ta ứng dụng vào trong cuộc sống và trong cả công việc kinh doanh của mình nữa. Rồi, vậy thì Dương cũng xin hẹn anh chị vào những chương trình Zoom tiếp theo. Cảm ơn cả nhà mình cũng đã ngồi đây để đồng hành học tập cùng với cả Dương. Cùng nghe Dương chia sẻ từ đầu buổi ngày hôm nay. Rồi Dương xin chúc cả nhà mình có một ngày mới. À hôm bây giờ là buổi trưa rồi đúng không ạ? Dương xin chúc cả nhà mình có một buổi trưa tràn đầy năng lượng, thành công nối tiếp thành công và tiền về như vũ bão. Tôi thành công, bạn thành công, chúng ta cùng nhau thành công vì một Việt Nam hùng cường. Rồi Dương xin cảm ơn và hẹn gặp lại.